Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương. Và hôm nay em Hương có một ngôi nhà vô cùng là tuyệt vời, nằm trên mặt tiền đường hẻm nhỏ. Quý anh chị cũng có thể về muốn bán kinh doanh nhỏ lẻ vẫn được luôn anh chị. Chỉ là kinh doanh tạp hóa thôi, nhỏ nhỏ vui vui thôi ha. Đây là một con đường, Hương đang đứng là sát cái con đường Tân Phước anh chị. Từ đây mà mình đi ra con đường Tân Phước của mình đâu đó tầm khoảng là 50m thôi và từ đây mình về ngã ba Tân Kim thì tầm khoảng là 400m. Đường xá thì rộng rãi, thông thoáng, đường thông luôn anh chị. Khu này thì mình chạy thẳng ra thì nó ra là tái định cư Đặng Quỳnh anh chị ha, ở một cái vị trí vô cùng là tuyệt vời cho quý anh chị mình luôn. Mẫu nhà ngày hôm nay với một cái diện tích của nó là ngang 4m, dày vào thì tận là 15, một trệt một lầu cho quý anh chị tới tận 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Có một cái sân trước cho quý anh chị mình đậu xe thoải mái, lớp cửa bảo vệ rồi đầy đủ hết. Mái tôn, mái hiên bên đơn vị Hương đã làm đổ và che xuyên suốt hết cho quý anh chị. Mẫu nhà này Hương cảm nhận là quý anh chị chỉ cần xách vali dọn đồ vào ở chứ không cần phải sửa sang gì lại nữa cả, vì đơn vị Hương đã làm mới hoàn toàn 99% rồi. Ở ngoài thì vẫn dán cho mình hai cái bức tranh vô cùng là xinh, và mặt dựng thì mình vẫn ốp cho mình cái tách PVC ha, màu giả gỗ cũng trông rất là sang cho ngôi nhà mình anh chị. Giá tổng của nó đúng là 1.790.000 sổ hồng riêng, còn được thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Và hướng nhà của mình là hướng Tây anh chị ha, một cái hướng cũng rất là thoáng anh chị. Và khu vực này sẽ cho quý anh chị mình là cái khu vực không gian phòng khách. Tường gạch hai bên vách thì bên Hương vẫn ốp PVC, trang trí họa tiết rất là xinh. Và trần trên của mình thì sẽ là trần thạch cao nguyên khói, trang trí bên giữa cho mình một bóng đèn pha lê và tặng luôn cho mình bộ bàn ghế ở khu vực phòng khách luôn ha. Và giờ mình tiến về khu vực phía sau cùng em Hương. Nhà mình thì sẽ cho mình một cái phòng ngủ ở phía sau dưới tầng trệt nữa, từ từ Hương sẽ review cho mình. Ở đây thì sẽ là một cái khu vực không gian nhà vệ sinh, thì bên đơn vị Hương sẽ tận dụng ở dưới chân cầu thang. Và ở đây thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp, có sẵn cho mình là tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn, bột inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ, trang trí bật cái bậc tam cấp cho mình những cái bình bông mini sẵn nè, nhìn trông rất là xinh anh chị nhé. Tiến đến đây thì sẽ là có một cái phòng ngủ ở dưới phía này anh chị. Phòng này cũng rộng nè, cho ông bà lớn tuổi rồi á, chị em phụ nữ không được cầu thang được thì mình có thể tận dụng ở đây. Trần thì cũng rất là cao, có cửa sổ, có phía sân sau nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Ở đây thì mình có thể trồng cây trồng kiển đồ ha, ở khu vực này phơi đồ phơi đạc ở đây luôn. Ở mái đồ ton đồ che full hết cho quý anh chị mình ra. Đúng 1.790.000 đường Tạ Lạc là gần ngay chỗ ngã ba Tân Kim trên trục đường của quốc lộ 50 nha. Quý anh chị có đi xem thì em Hương ú hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã ba Tân Kim. Thì từ ngã ba Tân Kim mình di chuyển vào đây thì tầm khoảng 400m thôi. Đường của mình là đường thông, xe hơi xe tải di chuyển đến nơi luôn anh chị nhé. Và cam kết chú quý anh chị mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha. Không xạo, không ảo để làm tránh mất thời gian của nhau. Cam kết chú quý anh chị mình luôn, cứ xuống đây đúng nhà, đúng vị trí cho quý anh chị mình, đúng giá luôn. Nếu mà không đúng thì trả tiền sang cho quý anh chị mình về. Tại vì cũng có nhiều khách hàng hay điện thoại cho Hương, hay báo là Hương ơi, giá vậy căn nhà vậy vậy đó, có đúng sự thật không? Chứ chị xuống đây nhiều rồi, toàn là bị sale ảo không mà dắt chị đi lòng vòng không có đúng sự thật. Hoặc là xuống là hô bán rồi không à. Còn bên Hương á, làm việc là cái kênh YouTube dựa vào cái kênh của Hương, cái nền tảng của Hương rồi. Nên mà khi mà quý anh chị mình mua nhà và xem nhà bên Hương á, thì cứ yên tâm, có sao thì em Hương sẽ nói y chang vậy hết, không khác gì hết á. Chỉ có một cái mình về đây mình xem đường xá mình có thích hay không để mình thương lượng cái mức giá tốt nhất thôi. Còn về sale ảo nói với không anh chị ha. Rồi giờ thì mình di chuyển cùng Hương, mình tiến lên khu vực không gian tầng 1 để mình khám phá. Quý chị thân mến, Hương đã có mặt trong khu vực không gian tầng 1. Trên đây sẽ cho mình là hai phòng ngủ và một khu vực không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình thì sẽ nằm ở cuối dãy phía đây luôn. Phòng thì cũng rộng nè, tường gạch dán ướp sạch sẽ ha. Có khu vực không gian rửa mặt và sinh hoạt ở đây, đầy đủ hết cho quý anh chị. Phòng ngủ của mình nằm bên đây. Phòng này cũng rộng lắm anh chị. Để cái giường, cái nủ, cái nệm còn không gian trống rất là nhiều. Nếu mà gia đình mình có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 6 người thì về đây ở rất là thoải mái ha. Có cửa sổ nè, thoáng nè, trang trí bức tranh rồi, tường cao nè. Cửa phòng của mình thì sẽ là cửa gỗ ha. Cầu thang bước lên thì dán cho mình thêm cái bức tranh ở vách tường này, tranh cũng rất là xinh. Rồi, qua đây.
thì sẽ là cái phòng cuối cùng. Quý anh chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ, tùy theo nhu cầu của mỗi quý anh chị mình sắp xếp. Phòng này cũng rộng rãi lắm, thoáng lắm anh chị, có cửa sổ mát mẻ hướng nhà đúng tay anh chị ha. Rồi, qua đây thì sẽ cho quý anh chị mình là một cái ban công rộng to đùng luôn. Ban công này thích nè, trồng cây trồng kiểng khu vực này, sinh hoạt uống nước trà nhâm nhi trên đây cũng rất là vui. Ở đây thì có thể quan sát được mọi vật cảnh xung quanh, nhà cửa ở rất là đông. Bây giờ thì di chuyển cùng Hương Ú tiến về khu vực không gian nhà dưới, Hương sẽ một lần trao đổi về ngôi nhà. Và nãy giờ thì em Hương Ú cũng đã quay sơ cái mẫu nhà ngày hôm nay để gửi đến cho quý anh chị rồi. Quý anh chị ơi, nếu như mình cảm nhận được cái mẫu nhà này hữu duyên, dễ thương, vừa hợp với mình thì hãy nhanh tay liên hệ cho Hương để mình là người đầu tiên về trải nghiệm thực tế. Nhà mình thì sát có trục đường Tân Phước luôn, cách đường Tân Phước của mình chỉ có 50m thôi, và cách ngã ba Tân Kim của mình tầm khoảng 400m. Đường xá thì rộng rãi nè, xe hơi xe tải di chuyển đến nơi, nằm trong một khu dân cư ở rất là đông. Thì Hương thấy cái vị trí này, mình ở trong mặt tiền đường hẻm này, Hương thấy là mình mở tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ cũng rất là vui đó anh chị, cũng rất là được luôn á ha. Nếu như mà mình đi làm thì con cái chồng con mình đi làm thì mình là phụ nữ ở nhà cơm nước, mình bán tiệm tạp hóa luôn, Hương thấy cũng rất là thuận tiện luôn á, kiếm được chút ít tiền mình đi chợ búa cũng được anh chị ha. Và quay về vấn đề chính, nhà mình với một cái diện tích ngang 4m, dày vào là 15m, một trệt một lầu cho quý anh chị tới tận 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có sân trước sân sau rộng rãi thoáng mát. Hướng nhà của mình là hướng Tây, giá tổng đúng 1.790.000.000 sổ hồng riêng, có ngân hàng hỗ trợ vay nữa nha. Nếu như mình muốn vay ngân hàng thì cứ về đây trải nghiệm, Hương sẽ trao đổi về cái vấn đề về pháp lý vay ngân hàng cho quý anh chị mình nha. Và giờ thì em xin được phép kết thúc video tại đây, cũng chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý bên kênh Nhà Xịn Bình Chánh nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình trên những video tiếp theo ạ.